Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Hey, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay là một bài viết của Simpleman, 7 dân tộc tính của người Việt Nam. Ok, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. Ăn nhanh đi chậm hay cười, tiểu đường hôn bụi, dùng đùi xỉa răng. Đó là câu nói vui về 7 dân tộc tính của người Việt Nam, được lưu truyền bởi cộng đồng người Việt Nam đi du học và làm việc ở nước ngoài. Vào cuối bài viết, tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về 7 tập tính ấy. Nhưng trước hết thì chúng ta hãy tìm hiểu gốc gác của nền văn hóa Việt Nam một chút nha. Nguồn gốc của tính tập thể của người Việt. Theo Đỗ Lai Thúy, quá trình phát triển ý thức cá nhân của con người Việt Nam trải qua 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, con người làng xã với điểm xuất phát là ý thức cộng đồng. Giai đoạn thứ hai, con người vô ngã do ảnh hưởng của Phật giáo Thiền Tông dưới thời Lý Trần. Giai đoạn thứ ba, con người quân tử do ảnh hưởng của Nho giáo dưới thời Lê. Giai đoạn thứ tư, con người tài tử với những ứng xử phi chính thống hình thành vào thời Lê Mạt khi xã hội loạn ly. Và giai đoạn thứ năm là con người cá nhân do ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây hình thành vào nửa thế kỷ 20. Nguồn gốc của văn hóa chính là điều kiện tự nhiên. Từ thời xa xưa, nông nghiệp trồng trọt đã là nguồn gốc của văn hóa, mang tính tập thể của con người phương Đông. Trồng trọt và lúa nước là nghề mang tính thời vụ. Lúc vào mùa thì bận rộn, một hai người làm không hết việc nên mọi người phải liên kết hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt là nghề trồng lúa nước mang tính đặc thù rất là cao. Nguyên nhân là do chỉ có thời tiết hai mùa nắng mưa mới thỏa mãn được cái tính ưa nhiều mưa và nắng của cây lúa nước. Mà Việt Nam nói riêng và vùng Đông Nam Á nói chung lại thỏa mãn cùng lúc được hai đặc điểm này. Vì phải phụ thuộc vào thiên nhiên nên nghề trồng lúa nước đi kèm với nhu cầu về thủy lợi tưới tiêu. Nhiều người tập trung vào chỗ có nước và hỗ trợ nhau xây dựng đê điều, vì con người phải theo nước chứ không thể nào bắt nước theo mình được. Và từ đó, đời sống của người Việt ta ngay từ xưa đã mang tính tập thể rất là cao. Đối với người Việt, tập thể gần gũi nhất là gia đình, tiếp đến là làng và sau làng là nước. Ngay từ xưa, một đứa trẻ sinh ra đã gắn bó với gia đình và làng xã. Khác với người phương Đông, từ những thế kỷ đầu công nguyên, người phương Tây có cái gốc làm nghề du mục. Nghề du mục thì cần phải di chuyển rất là nhiều. Thế cho nên là người phương Tây mới có văn hóa đi và ưa khám phá. Còn người Việt mình thì lại có văn hóa ngồi. Những thế kỷ sau đó thì họ cũng chuyển sang nghề chăn nuôi gia súc và trồng lúa mì khoai tây. Nhưng mà theo kiểu tự cấp tự túc nên là chỉ cần sự tự lập của cá nhân là đủ. Tính cá nhân đã được hình thành từ rất sớm. Các bạn vẫn được nghe câu chuyện quen thuộc của một đứa trẻ phương Tây từ 18 tuổi đã phải tự lập. Nền văn hóa mang tính âm. Giáo sư Trần Ngọc Thêm gọi nền văn hóa phương Đông mang tính âm và nền văn hóa phương Tây mang tính dương. Các bạn có thể hiểu đơn giản như thế này. Nền văn hóa âm tính đề cao giá trị cộng đồng, làng xã, tính gắn kết, ưa sự ổn định, ngại thay đổi và xem tính cá nhân là phi giá trị. Còn nền văn hóa dương tính thì ngược lại. Nền văn hóa Việt Nam cũng có tính dương, nổi bật là ở những thập kỷ gần đây. Người miền Trung và miền Nam dương tính hơn là người miền Bắc. Người thời nay dương tính hơn là thời xưa, nam thì dương tính hơn nữ. Nhưng mà nếu xét về tổng thể thì ở Việt Nam tính âm vẫn là chủ đạo. Và cũng có thể hiểu rằng dân tộc sống bằng nghề nông nghiệp trồng trọt thì âm tính, còn dân tộc sống bằng nghề chăn nuôi, du mục là dương tính. Nếu nói rằng nền văn hóa Việt Nam ảnh hưởng hoàn toàn bởi văn hóa Trung Hoa thì cũng không đúng. Vì về bản chất, văn hóa Trung Hoa là loại hình văn hóa trung gian, là vừa mang tính âm lại vừa mang tính dương. Nền văn hóa của Việt Nam chỉ giống văn hóa Trung Hoa ở một số điểm trên bề mặt mà thôi. Vậy thì nền văn hóa mang tính âm thì sao nhỉ? Với nền văn hóa mang nặng tính âm như Việt Nam, chúng ta tạo ra đặc trưng cơ bản như sau: tính cộng đồng, tính trọng âm,
tính ưu hài hòa, tính chủ toàn và tính linh hoạt. Mỗi đặc trưng đều có mặt tốt và mặt xấu của nó, chúng hình thành nên những tính cách của người Việt Nam. Nếu để giải thích một cách dễ hiểu hơn thì có thể nói như thế này: nuôi heo không xấu, nhưng mà nuôi heo mà lại để gió thổi mùi heo sang nhà hàng xóm 24/7 thì không hay một chút nào. Ví dụ như tính cộng đồng làng xã gây dựng nên các giá trị tốt đẹp như tinh thần tập thể, tinh thần đoàn kết, nhưng cũng phát sinh ra một số thói hư tật xấu như là thói dựa dẫm, ỷ lại, thói cào bằng đố kỵ, bệnh triệt tiêu cá nhân. Hay tính linh hoạt thì cũng có những giá trị như khả năng thích nghi cao, tính sáng tạo, nhưng mà cũng phát sinh ra thói tùy tiện cẩu thả, bệnh khôn vặt và láo cá. Hay là tính chịu đựng, nhẫn nhịn, lòng hiếu khách được tạo ra từ đặc trưng tính trọng âm, nhưng cũng sinh ra bệnh bảo thủ, thụ động, bệnh đối phó. Có khoảng 15 giá trị được tạo ra và cũng có tới 30 thói hư tật xấu được hình thành. Cũng xin nói thêm, nhờ tính trọng âm mà chúng ta sau cả ngàn năm bị Trung Quốc xâm lược, chúng ta đã không bị đồng hóa vì tính cộng đồng làng xã quá là cao. Thế mới nói, không có nền văn hóa nào là hoàn toàn đúng hay là hoàn toàn sai. Cả phương Đông và phương Tây, chúng ta đều có những thứ cần học hỏi lẫn nhau. Nhưng khi mà đã đi ra tầm quốc tế, thì chúng ta không nên mang theo những thói hư tật xấu ấy đi theo. Như tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã nói rằng, đi ra thế giới thì phải theo chuẩn mực của thế giới, không thể theo cái chuẩn Hà Nội hay Sài Gòn được. Nếu nắm rõ về nền văn hóa Việt Nam, bạn sẽ dễ dàng điều chỉnh hành vi bản thân cho tốt hơn trong thời kỳ hội nhập, hoặc đơn giản là sẽ hiểu hơn về hành vi cộng đồng trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng thì để giải thích cho hai câu lục bát ở đầu bài, bệnh hám lợi tham lam dạy ta rằng khi ăn cùng tập thể thì ta phải ăn nhanh, kẻo hết phần. Bệnh lề mề chậm chạp khuyên ta là cứ đi từ từ, không việc gì phải vội, tới đâu hay tới đó. Đây cũng là một phần do nghề làm lúa nước. Vào những mùa rảnh rỗi thì người nông dân cứ đủng đỉnh như vậy, mới sinh ra thói quen đi chậm. Còn hay cười là do tính lạc quan vui vẻ, cộng với cả tật đối phó, cười trừ, cười nịnh. Còn đái bậy, đơn giản là do ý thức kém. Khi mà người phương Tây coi đó là hành vi cần giấu đi, thì mình lại làm ở ngoài đường. Trong khi phương Tây quan niệm hôn nhau là hạnh phúc, là niềm vui, không việc gì phải giấu giếm, thì do bệnh triệt tiêu cá nhân, sợ người khác ghen ăn tức ở vì hạnh phúc của mình, người Việt Nam đem đi hôn bụi. Còn tật rung đùi như là đang mắc bệnh Parkinson thì là do người Việt Nam ngồi nhiều nên sinh ra tật rung đùi như là một cách để tập thể dục. Còn xỉa răng á, do đâu thì mình để dành cho các bạn tự khám phá đấy. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.